Ngày 1 tháng 12, liên quan tới việc một số học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có dấu hiệu nghi bị ngộ độc khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo 30 quận huyện, thị xã và các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố, yêu cầu tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Trong khi đó, theo báo cáo của trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, chiều ngày 29 tháng 11, phòng y tế nhà trường tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn. Đây là những học sinh không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường. Các em cho biết trên đường đến trường có mua một loại kẹo lạ vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và chia nhau ăn. Hiện sức khỏe 11 học sinh này đã ổn định. Công an phường Đại Mỗ đã đến cửa hàng tại số 19/8, phố Quang Tiến kiểm tra và thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai. Bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Hiện mẫu các loại đồ ăn này đã được gửi tới cơ quan chức năng để giám định thành phần. Sáng ngày 1 tháng 12, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã thông tin chính thức về kết quả giám định các mẫu kẹo lạ có nhãn mác nước ngoài mà lực lượng chức năng vừa thu giữ tại nhiều quầy bán hàng rong ở một số cổng trường học trên địa bàn thành phố. Kết quả, các mẫu kẹo trên không chứa chất ma túy. Tuy nhiên, đây là những sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay, Công an thành phố Lạng Sơn đang điều tra và xử lý đối với trường hợp đưa thông tin sai sự thật về việc các gói kẹo bày bán tràn lan trên thị trường, các cổng trường học có chứa chất ma túy. Việc học sinh ăn kẹo lạ gây ngộ độc, đơn vị cũng đang phối hợp điều tra.